Hàn Quốc, Thụy Sĩ đi bước táo bạo, thay đổi chính sách cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Liễu đoàn 47 phản công mạnh, đẩy lùi quân Nga ở mặt trận miền Đông. Khoảnh khắc, loạt đạn con rơi xuống bãi biển Crimea. Nhóm Paris do Nga dẫn đầu, tạm ngừng kết nạp thành viên mới. Tổng thống Zelensky ra lệnh thanh trừng trong lực lượng bảo vệ nhà nước Ukraine sau cáo buộc âm mưu ám sát. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sửa đổi lệnh cấm cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Hãng tin John cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đang khẩn trương tiến hành xem xét dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt của quốc gia Đông Bắc Á này. Theo các quan chức Hàn Quốc, Vấn đề viện trợ cho Ukraine và chuyển giao vũ khí sát thương cho nước này hiện đã được nêu ra. Bước đi trên được thực hiện vì sự hỗ trợ tương tự của Triều Tiên dành cho Nga trong cuộc chiến. Chính phủ Hàn Quốc cho biết, chúng tôi dự định xem xét lại toàn diện vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Việc cho phép xuất khẩu vũ khí phải được Tổng thống phê duyệt. Nhưng hiện tại, hầu hết quan chức đều có khuynh hướng ủng hộ việc chuyển giao trang thiết bị quân sự cần thiết cho Ukraine. Ngoài ra, Seoul còn có kế hoạch tăng số lượng hàng hóa sẽ bị cấm xuất khẩu sang nga. Trong đó có những sản phẩm công nghiệp nặng. kể từ khi nga bắt đầu cuộc chiến ukraine, hàn quốc chưa hề chuyển giao thiết bị và máy móc quân sự cho kiev. nước này chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo hay khẩu phần ăn, bộ sơ cứu, quần áo cho quân đội. ngày 9 tháng 5 năm 2024 tổng thống hàn quốc johnson xác nhận quan điểm cấm chuyển giao vũ khí cho ukraine. nhưng sắp tới nhà lãnh đạo sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về việc xem xét lệnh cấm này và thông báo quyết định cuối cùng. Hàn Quốc có trong tay số lượng lớn xe tăng t 80 u và xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Số phương tiện trên đã trở nên không cần thiết với Seoul và có thể thuộc diện được bàn giao. Ngoài ra, Hàn Quốc còn có thể cung cấp cho Ukraine đạn pháo 105 và 155 ly, hay thậm chí pháo phản lực dẫn đường, những vũ khí mà Kiev luôn yêu cầu thời gian qua. Không chỉ có vậy, Thụy Sĩ dự kiến cũng sẽ triển khai bước đi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, cho phép gián tiếp tái xuất khẩu vũ khí cho Ukraine. Ấn phẩm Blitz của Thụy Sĩ đưa tin, Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Hội đồng Quốc gia Hạ viện của nước này vào hôm 18 tháng 6 năm 2024 đã đưa ra đề xuất thay đổi luật xuất khẩu vũ khí. Đáng chú ý SIK đưa ra quyết định này chỉ 3 ngày sau hội nghị hòa bình cho Ukraine. Dự thảo luật tương ứng sẽ được trình lên Hội đồng Quốc gia để phê duyệt. Ấn phẩm Blitz giải thích, điều này sẽ cho phép cung cấp gián tiếp vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất hay từng sử dụng cho Ukraine. Theo thông báo, 10 thành viên của Ủy ban đã bỏ phiếu ủng hộ và phản đối với tỷ lệ ngang nhau, 4 người bỏ phiếu trắng, nên lá phiếu quyết định thuộc về người đứng đầu SIK là bà Brisa Schellegraff. Dr. Blake lưu ý, vấn đề tiếp theo là không biết liệu đa số có được bảo toàn tại cuộc họp toàn thể của Hội đồng Quốc gia và Hội đồng các bang hay không. Ngoài ra, chắc chắn sẽ mất một thời gian trước khi dự luật nói trên có hiệu lực. Trong gần 2 năm, các chính trị gia Thụy Sĩ đã tìm kiếm lựa chọn pháp lý cho phép trong một số trường hợp nhất định có thể chuyển giao vũ khí cho một bên tham chiến, bất chấp sự trung lập của nước này. Nhưng cho đến nay, mọi đề xuất đều thất bại. Đối với dự thảo luật mới nhất, SIK đề xuất nới lỏng lệnh cấm tái xuất khẩu đối với các quốc gia thuộc danh sách nhất định và có cơ chế kiểm soát xuất khẩu tương tự, cũng như có chung đường lối với Thụy Sĩ. Vũ khí chỉ có thể được chuyển từ quốc gia nhận sang nước thứ ba nếu họ tuân thủ các yêu cầu về nhân quyền, cũng như không có nguy cơ thiết bị quân sự từ Thụy Sĩ sẽ được sử dụng để chống lại dân thường ở đất nước nói trên. Nếu nước thứ ba liên quan đến xung đột vũ trang, được phép tái xuất nếu họ đang thực hiện quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế, tuân theo những gì Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định. Theo quyết định của SIK, các nước nhận vũ khí sẽ quyết định quốc gia thứ ba có đáp ứng những điều kiện mà Thụy Sĩ đưa ra để nhận được trang bị quốc phòng hay không. Báo chí nhắc lại việc công ty quốc phòng Thụy Sĩ, RUAT, muốn bán chỉ 16 sa tăng liều bạc 1 cho Đức, để sau đó gửi chúng sang Ukraine nhưng họ đối mặt với lệnh cấm khiến thỏa thuận trên chưa được thực hiện. Lữ đoàn 47 phản công mạnh đẩy lùi quân Nga ở mặt trận miền Đông Ukrainska Pravda đưa báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 25 tháng 6 cho biết các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 Mokura đã giữ vững vị trí theo léo đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương, sử dụng hiệu quả hỏa lực vô hiệu hóa nhân lực và trang thiết bị gây tổn thất đáng kể cho quân Nga. Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày, 123 cuộc đụng độ đã xảy ra. Trong ngày, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh vào 10 khu vực tập trung quân và hai điểm kiểm soát của Nga. Đối phương đã thực hiện 43 cuộc không kích trên lãnh thổ Ukraine bằng 60 bom KAB và sử dụng 368 UAV. Đồng thời, Nga tiến hành hơn 2.700 cuộc tấn công bằng đại bác, pháo, tên lửa, súng cối, vũ khí nhỏ và vũ khí trên xe chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kobias, Liman, Siversky, Torres, Borovsky, Kurakovsky. Tình hình ở Vremorsky và Olekov không có gì thay đổi. Các cuộc tấn công của Nga ở các khu vực Konstantinovka, Yurosyny, Malaya Tomatka và Robotino đều không thành công, không có tổn thất về vị trí hoặc lãnh thổ. Báo cáo cho biết, tại Dnepr, bốn đợt tấn công của Nga đều không thành công, tình hình đã được kiểm soát. Ở các mặt trận khác, tình hình không có thay đổi đáng kể. Khoảnh khắc loạt đạn con rơi xuống bãi biển Roimir Truyền thông Nga đăng video cho thấy loạt đạn con được cho là từ tên lửa Atap MS của Ukraine rơi xuống bãi biển đông người ở Crimea. Kênh Telegram Sivatopol KP ngày 25 tháng 6 đăng video quay từ camera giám sát ở bãi biển tại bán đảo Crimea, ghi lại khoảnh khắc các quả đạn con liên tiếp rơi xuống và phát nổ ở nơi có nhiều người tắm biển vui chơi. Trong video được nhiều hãng tin Nga đăng lại, những tiếng nổ trên bầu trời khiến người dân trên bãi biển đông loạt bỏ chạy. Một số bị vấp ngã trong lúc tìm cách thoát thân. Một quả đàn con đã phát nổ ngay cạnh người cầm phao vàng. Xong, người này vẫn tiếp tục chạy, có vẻ như không bị thương. Đây được cho là những quả đạn con từ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAP MS do Ukraine phóng vào Crimea hôm 23 tháng 6 sau khi đạn mẹ bị đánh chặn trên không. Đoạn sau của video được quay bằng camera giám sát ở góc độ khác cho thấy một người đàn ông kéo đứa trẻ xuống đất và che chắn cho đứa bé. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết lực lượng Ukraine vào hôm 23 tháng 6 đã phóng 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật Aitak MS mang đầu đạn chùm vào thành phố cảng Svatopol tại Crimea. Bốn quả bị phòng không Nga bắn hạ. Xong, vụ nổ từ đầu đạn phân mảnh của tên lửa thứ năm đã gây ra nhiều thương phong cho dân thường. Giới chức Ukraine sau đó cho biết sự việc đã khiến 5 người thiệt mạng trong đó có hai trẻ em và hơn 150 người bị thương. Nga tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm với vụ tấn công khi không những cung cấp tên lửa ATAP MS để Ukraine sử dụng trong vụ tập kích, mà còn trực tiếp thiết lập tọa độ bay của các quả đạn. Sự tham gia trực tiếp của Mỹ đã khiến dân thường Nga thiệt mạng, điều không thể không hứng chịu hậu quả. Nga cũng đã triệu đại sứ Mỹ để bày tỏ phản đối, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Mỹ và Ukraine sẽ bị thiêu rụi trong địa ngục vì gây ra vụ tấn công ở Crimea. Đáp lại, người phát ngôn lầu năm gốc Jacques Lydias khẳng định Mỹ không liên quan sự việc do Ukraine tự chặn mục tiêu khi tiến hành hoạt động quân sự. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng nhấn mạnh bất cứ thần phòng về dân thường nào cũng đều là thảm kịch. Trong khi đó, Michael Polodiak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ám chỉ rằng bắt đảo Crimea là mục tiêu quân sự hợp pháp. Crimea là một trại lính và nhà kho quân sự lớn. Tại đây có hàng trăm mục tiêu quân sự mà Nga đang tìm cách che giấu và ngụy trang, ông nói. Mỹ năm ngoái chuyển giao cho Ukraine số lượng không xác định tên lửa ATACMS phiên bản M-39 mang đầu đạn chùm. Nó có tầm bắn 165 km, đầu đạn chứa 950 quả đạn con M-74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Khi kích nổ, tên lửa phát tán các quả đạn con, trên diện tích gần 110 km vuông, có thể gây sát thương trên diện rộng với người và phương tiện. Nga từng nhiều lần chỉ trích Mỹ chuyển đạn chùm cho Ukraine. Hồi tháng 3, Washington đã chuyển giao cho Kiev biến thể Aitab có tầm bắn xa hơn là 300 km, nhưng không rõ là phiên bản dùng đạn chùm hay đầu đạn đơn nhất. nhóm Paris do Nga dẫn đầu tạm ngừng kết nạp thành viên mới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết nhóm các nền kinh tế mới nổi Paris sẽ tạm ngừng kết nạp thành viên mới trong thời gian tới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm 25 tháng 6 nói rằng Paris đã đồng ý tạm dừng tiếp nhận các thành viên mới với đa số phiếu ủng hộ. Với đa số phiếu áp đảo trong nhóm 10 nước, Paris đã quyết định tạm dừng kết nạp các thành viên mới, tập trung vào việc giúp các nước mới gia nhập khối hồi đầu năm hòa nhập vào nhóm. Ông Lavrov nói, trước đó, ông Lavrov đã chủ trì cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Paris ở Nesni Novgorod. Trong cuộc trao đổi, Paris nhật trí sẽ dùng khoảng thời gian tạm dừng kết nạp thành viên mới nhằm lập danh sách các hạng mục dành cho các quốc gia đối tác Paris đóng vai trò là bước đệm để hướng tới tư cách thành viên đầy đủ. Paris được thành lập vào năm 2009 như một nền tảng hợp tác cho các nền kinh tế mới nổi lớn nhất, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập nhóm vào năm 2010. Nga đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của khối vào ngày 1 tháng 1. Cùng ngày, Paris đã mở rộng thành viên nhóm khi kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ả Rập Xê Út chưa chính thức tham gia nhưng đã dự các cuộc họp Paris. Theo TASS, có khoảng 30 quốc gia quan tâm đến việc hợp tác với Paris theo hình thức khác nhau, bao gồm cả mong muốn gia nhập. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết bất kỳ quốc gia nào muốn gia nhập Paris đều không nên tham gia vào các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh đây là tiêu chí quan trọng để Moscow chào đón các thành viên mới. Tổng thống Zelensky ra lệnh thanh trừng trong lực lượng bảo vệ nhà nước Ukraine sau cáo buộc âm mưu ám sát. Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh cho tân giám đốc cơ quan bảo vệ nhà nước Ukraine thanh lọc hàng ngũ sau khi hai sĩ quan của lực lượng này bị cáo buộc có kế hoạch ám sát các quan chức cấp cao. Cơ quan an ninh nhà nước SBU cho biết tháng trước họ đã bắt giữ hai đại tá cảnh vệ bị cáo buộc hợp tác với Nga để âm mưu ám sát tổng thống Ukraine giám đốc tình báo quân sự Kirido Podanov và các quan chức khác. Ông Zelensky đã giới thiệu nhân viên với người đứng đầu mới của lực lượng vệ binh nhà nước Ukraine, đại tá Oleksiy Morozov, hôm 24 tháng 6 và cho biết nhiệm vụ chính của ông là bảo đảm rằng chỉ những người thấy tương lai của họ gắn liền với Ukraine mới có thể gia nhập cơ quan này. Ông nói trên Telegram, và tất nhiên cơ quan này phải loại bỏ bất kỳ ai không chọn Ukraine cha mình hoặc làm mất uy tín của cơ quan bảo vệ nhà nước, dịch vụ bảo vệ cung cấp an ninh cho nhiều quan chức chính phủ khác nhau. Ông Zelensky đã sa thải người tiền nhiệm của ông Morozov là Sergei vào tháng năm, hai ngày sau khi SBU bắt giữ các nhân viên của cơ quan này mà họ cho là làm việc cho cơ quan an ninh liên bang Nga và làm rò rỉ thông tin mật. Không có bình luận nào từ Moscow về các cáo buộc này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews ptv com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.